Minasan konnichiwa. Nhân ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nhung đã quay trở lại đây cùng với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là hôm nay chúng ta sẽ học gì nào. Hôm nay chúng ta sẽ học kinshike, có nghĩa là thể cấm chỉ. Cách chiêu của nó chính là động từ must đổi thành là động từ thể ru cộng với na. Chúng ta sẽ cùng đóng khung lại cái mẫu ngữ pháp của chúng ta. Cách dùng của nó là dùng để cấm ai đó không được làm việc gì đó. Đúng rồi, tên của nó là thể cấm chỉ cơ mà, và mang ý nghĩa ép buộc, và cũng thường chỉ để nam giới sử dụng mà thôi. Ví dụ như ở đây chúng ta có cấm hút thuốc, vậy thì hút thuốc chúng ta đã có là tabako o suimasu. Vậy suimasu chia về thể ru, đó chính là suu cộng với na, chúng ta sẽ có là suu na. Vậy cấm hút thuốc chúng ta sẽ nói là tabako o suu na, cấm hút thuốc. Còn ở đây là cấm chụp hình. Shashino torimasu chúng ta sẽ chia thành là shashino toruna, cấm chụp hình, shashino toruna. Gomio sutema là vứt rác, vậy chúng ta muốn cấm vứt rác chúng ta sẽ nói làm sao? Sutema chúng ta chia về ru là suteru cộng với na sẽ là suteruna. Gomio suteruna. Gomio suteruna, cấm vứt rác. Oyogimasu là bơi, vậy cấm bơi chúng ta sẽ chia oyogimasu về thể ru, đó chính là oyogu cộng với na sẽ có là oyoguna. Oyoguna, cấm bơi. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Hôm nay chúng ta đã được học thêm một thể mới, rất là đơn giản và rất hay sử dụng, thường được gặp ở các biển hiệu, biển cấm. Các bạn hãy nhớ làm thêm bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể rõ hơn về cách chia và cách làm bài này. Hãy minasan sayonara matai maso.